Chào cả lớp, chào các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chuỗi series làm các clip phân tích và viết về chợ Hán thể Tiểu Khải. Ở đây thì mình với clip từ 9 và clip thứ 10 này thì mình sẽ viết 80 chợ Hán ở trong cái cuốn Giới Tử Thư này. Đấy, ở đây thì có sẵn tức là Hán Việt rồi. Đấy. Có sẵn Hán Việt rồi, bây giờ thì mình chỉ cần việc chỉ cần gọi là việc là viết lại thôi. Viết lại ở đây và mình sẽ phân tích cho các bạn từng chữ Hán một các bạn nhé. Đây. Đây như thế này. Rất là hay, Giới Tử Thư này là một trong những bức thư mà nổi tiếng thời cổ. Gia Cát Lượng viết cho Gia Cát Chiêm là con nhằm để giáo huấn một người quân tử cách sống, làm việc, đối nhân xử thế như thế nào. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ viết ở đây trước, đó là phủ quân tử chi hạnh tĩnh dĩ. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ viết phần này nhá. Mình vừa viết mình sẽ vừa phân tích chữ Hán cho các bạn nhá. Nào, các bạn để ý vào đây, mình sẽ viết mẫu cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ viết chữ phù cho các bạn xem nhá. Chữ phù được viết như nào? Phù hay là phu các bạn nhé, thì có hình thái nó như sau. Chúng ta viết một nét ngang ngắn này. Đấy, xong bắt đầu một nét ngang tiếp theo như thế này. Rồi, số không phẩy đi xuống. Kéo vừa nhẹ như này nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ viết đó là nét ngang ngắn và nét ngang dài. Đấy. Tiếp theo là chữ quân này. Biến đổi từ thể Âu Khải chuyển sang viết Tiểu Khải. Đấy. Đều viết được các bạn nhé. Tiếp theo tới chữ tử. Tiếp theo là tới chữ Hán. Chữ Hán tiếp theo các bạn viết cho mình đó chính là chữ chi. Đấy, chi này. Viết sang Tiểu Khải các bạn nhé. Tiểu Khải nha, chữ nhìn nó bay lượn lả lướt hơn so với lại Âu. Âu thể thì sẽ viết là những cái nét chữ nhìn nó khỏe khoắn, sinh lực hơn. Nào, như vậy mình đã viết xong 5 chữ Hán đầu tiên theo lối thể Tiểu Khải. Ở đây chúng ta thấy là đây là chữ phu này. Phu này thì nó có ý nghĩa là chỉ về phu này là đông người quân này. Quân này nghĩa là quân tử các bạn nhé. Đấy. Tử này thì có ý nghĩa là con, trẻ em. Tiếp theo chữ chi này. Chi này ấy thì nó có khá là nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta thấy được là chi này nó có nghĩa là tới, là hướng tới, hay là nó cũng sẽ là chỉ về thuộc về, nó là đại từ. Đây là chữ hạnh này, hoặc là nó cũng có nghĩa khác, đó là chữ hàng các bạn nhé. Hạnh hoặc là hàng các bạn nhé, thì nó sẽ chỉ về, ví dụ như là đây là đi này. Ý nghĩa của nó, chữ Hán của nó cũng có nghĩa là hành nữa. Nó có nghĩa là đi chạy. Đi chạy rồi là nếu mà đức đức hạnh ấy, thì là nói về cái đức tính tốt hiền lành của con người. Bây giờ chúng ta cùng phân tích chữ Hán thì các bạn thấy được là phía bên tay trái này nó là được viết cao và bên tay phải được viết rộng các bạn nhé. Rộng này, đây là hẹp này. Chi này. Chi này thì chúng ta sẽ viết ở giữa nét chấm móc này, ở giữa hình mặt trăng này viết ở giữa. Mác này được viết thấp hơn một chút. Đấy, thằng này được viết cao nhé. Chú ý nhé, nếu mà nét mác ngang này viết từ trái qua phải một mình nó thì chúng ta sẽ viết đầu của nó được viết cao. Tử này thì móc này yêu cầu là phải nằm đúng đường kẻ dọc thì đúng rồi. Quân này bộ khẩu trên dưới. Đấy, phu này cũng vậy. Phẩy và mác thì các bạn chú ý là các bạn sẽ viết là sao cho mà phẩy cao và mác thấp nhé. Đấy. Nào, chữ tiếp theo nào. Tiếp theo chúng ta viết chữ tĩnh này. Tĩnh hay là tịnh có hình thái như thế này: ngang, ngang, sổ, ngang, sổ, cong, chấm, hát nhẹ lên một cái. Tiếp theo chúng ta viết một nét phẩy ngắn xuống. Ở đây chúng ta viết như thế này. Đấy, cong nhẹ vào như thế này, ngang này, ngang dài này,
số móc nhẹ lên trên nhé các bạn nhé. Được rồi, tiếp theo chúng ta biết đó là chữ dĩ. Dĩ được viết như sau. Đấy, chúng ta dở sang cái trang tiếp theo, đó chính là tu thân các bạn nhé. Tu thân thì tu chúng ta sẽ viết nó như thế này. Đây là cách viết dị thể trong thư pháp. Đấy, dị thể trong thư pháp nó là cách viết khác của chữ tu này nhá. Nó có bộ phọc phía bên trên này. Sau đó chúng ta sẽ viết một nét mác phía bên dưới như này. Đang đánh nhẹ vào nha. Rồi, tiếp theo chúng ta viết chữ thân nào. Một này, hai này, phải nhẹ bôi nhẹ xuống. Ok, tiếp theo là chữ kiệm nhé. Kiệm được viết như thế này, các bạn nhìn nha. Đấy, sự chuyển đổi giữa âu thể và sang tiểu khải như thế này. Các bạn có thể hoàn toàn học xong, các bạn có thể hoàn toàn biến đổi được. Đấy, có nét chấm phía bên dưới. Đây là chữ tiểu khải đây. Cái độ sang cái thể âu khải thì nét chấm này viết tách ra, thì sang tiểu khải chúng ta lại kéo các nét chấm buông nhẹ từ trên xuống dưới. Rồi các bạn nhìn vào đây, chúng ta viết độ nhờ chữ tĩnh này, chúng ta cùng phân tích này. Tĩnh này hay là tịnh này nhá, thì nghĩa là chỉ bị yên lặng. Yên lặng để tu thân. Dĩ này là để làm một cái gì đó, dựa vào một cái gì đấy. Tu này nghĩa là đi tu. Đấy, tu tập. Đấy. Sửa chữa, đấy, cải gọi là cải cách đi. Tiếp theo đây là chữ thân. Thân này thì có ý nghĩa là thân thể rồi. Rồi, tiếp theo là chữ kiệm. Kiệm này nghĩa là tiết kiệm nhá. Đấy. Thế thì nếu mà phân tích về mặt thư pháp thì các bạn thấy là phía bên tay trái này nó có được bộ thanh, thì bộ thanh này và phía tay phải này nó có được cái nét ngang móc, nét phẩy phía bên trên, sổ móc phía bên dưới, thì cả hai cái phía này nó đều được viết cao và được viết lớn cả. Cho nên chúng ta sẽ biết là mỗi bên là vừa, mỗi bên 50-50. Ở đây chúng ta nhớ nét chấm H này sẽ nằm ở giữa này. Hai bên mỗi bên cân đối xứng như này. Nếu như các bạn thấy một cái chữ Hán mà có một cái nét chấm hay là một cái nét gì đó nó ở giữa chia đôi ra ấy, các bạn cứ phân chia trái một nửa, phải một nửa. Tiếp theo từ chữ tu này thì sao ạ? Chữ tu này thì viết theo lối dị thể ở đây, là một cách viết khác của chữ tu ấy. Thì các bạn thấy được nào, bộ nhân thì ok rồi, không vấn đề gì. Nhưng có cái nét sổ này ở giữa này, các bạn nhớ đấy. Các bạn cứ viết dài ra cho mình một chút nha. Phân chia mỗi bên một nửa. Bên này nó được viết rộng hơn một chút. Đấy, bên này sẽ được viết hẹp hơn một tí. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là chữ thân này, chúng ta để đường kẻ dọc giữa chia đôi mỗi bên một nửa các bạn nhé. Khoảng cách của các nét ngang được viết đều nhau. Đấy. Tiếp theo chữ kiện này cũng vậy. Bộ hỏa phía bên dưới chúng ta vươn dài ra. Vươn dài ra các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục viết sang cái 5 cái chữ Hán tiếp theo. Nào, có nấp nhìn vào đây. Rồi, tiếp theo chúng ta viết chữ dĩ nha các bạn nhìn nha. Chữ dĩ được viết như này. Cái gập xuống. Đây, số cộng móc vươn dài ra như này, nhấn một cái móc nhẹ lên. Tiếp theo tới chữ dưỡng. Dưỡng được viết như sau, các bạn cùng quan sát. Dưỡng này nó sẽ có bộ dương. Đấy, bộ dương C các bạn. Tiếp theo phía bên dưới là một chữ lương các bạn nha, có một nét chấm. Đấy, vì bên trên nó đã có phẩy và mác vươn dài rồi, cho nên bên dưới này mình sẽ không viết vươn dài ra nữa, mà mình sẽ viết này phần mác. Đức, phẩy ngắn, phẩy dài, hất nhẹ trên này, ngang ngắn này. Sổ 1, 2. Bật móc nhẹ lên.
Đấy, đây là chữ đức này. Tiếp tục là tới chữ tiếp theo là chữ phi, các bạn nhìn nhé. Tiếp theo mình sẽ viết chữ phi. Phi được viết như này, các bạn cùng nhìn nhé. Sổ thẳng từ trên xuống dưới này, một ngang, hai ngang, ngang dài, không phải ngang dài, nó là ngang nhỡ thôi. Một này, hai, đây mới là nét ngang dài được viết ra này. Phi này nghĩa là không, không có gì. Tiếp theo từ chữ đạm bạc các bạn nhé. Đạm bạc này, chữ đạm này thì được viết theo lối dị thể, được viết như sau. Có bộ chấm thủy này. Tiếp theo là tới móc nhẹ xuống, bộ hán phải nhẹ xuống như thế này. Tiếp theo chúng ta viết phía bên trong, bộ công. Đấy, sau đó phía bên dưới là bộ khẩu. Đây là chữ đạm các bạn nhé. Chữ đạm này nó có nghĩa là điềm tĩnh các bạn nhé. Đạm này điềm tĩnh, nó có được giống như là cái phần khá là giống với này, cái chữ yên tĩnh nhé. Đấy. Nào chúng ta cùng ghi đây là chữ đạm này. Đạm này là một trong những chữ Hán cổ, có nghĩa là tĩnh tịnh. Phi này, nghĩa là không có gì. Đức này, đức này là đức, đức hạnh này. Những cái điều tốt, những cái việc làm thiện. Dưỡng này là nghĩa là, các bạn thấy là ở đây dưỡng này nghĩa là dưỡng dục, nuôi dưỡng. Dĩ này nghĩa là đã từng trải qua, hay đã làm một cái gì đó các bạn nhé. Ở đây chúng ta thấy là phân tích về mặt thư pháp ấy, thì cả lớp sẽ chú ý một chút, đó là nếu như mà kéo nét bộ kỷ này, các bạn nhớ viết là sổ cong móc vươn dài. Dưỡng này phía bên trên bên dưới cũng vậy, phẩy mác này chúng ta cũng thấy vươn ra. Đấy, thằng này là thấp, thằng này là cao này. Đức này kéo xuống dưới, từ trên xuống dưới này, bên tay trái này nhé. Trái này sẽ được viết hẹp nhé, phải được viết rộng nhé. Tiếp theo phi này, phi bên tay trái này các nét ngang này ngắn thôi, bên dưới là các nét ngang được viết dài hơn một chút. Phía bên tay phải này, khoảng cách của các nét ngang được viết đều nhau. Chữ đạm này thì nó là một trong lối viết dị thể. Ở phía bên dưới này đáng nhẽ nó là bụng ngôn, nhưng mình viết thành bụng công. Đấy, mình viết thành bộ công các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng với mình chuyển qua viết cái năm cái chữ Hán tiếp theo. Năm chữ Hán tiếp theo đó chính là chữ bạc này. Bạc vô dĩ minh chí phi, lại chữ phi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ viết thử cái chữ tiếp theo là chữ bạc được viết như sau. Nó sẽ bao gồm là ba cái nét chấm, bộ chấm thủy. Tuy nhiên viết trong nối tiểu khải sẽ viết như thế này. Đấy, đưa nhẹ lên trên này. Phẩy này, mình sẽ viết thành phẩy nằm, là một, gọi là cách hai, là một nét ngang hơi có móc nhẹ lại một chút. Chữ vô, các bạn nhìn chữ vô được viết như sau nha. Phẩy ngang lên trên như này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ngang dài này, chúng ta sẽ kéo bên dưới 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Các nét chấm các bạn kéo giãn ra một chút nha. Tiếp theo chúng ta sẽ viết lại tiếp tục chữ dĩ. Chữ dĩ tiếp, nhưng ở đây chúng ta biết chữ dĩ rồi, chúng ta sẽ viết chữ minh được viết như sau. Cong lên trên như này. Chấm này. Hắt nhẹ này. Đây là bộ nhật. Đấy, tiếp theo là tới một cái chữ Hán nữa để mình viết đủ cho nó đủ năm chữ Hán nha, đó là chữ linh các bạn nhé. Linh tịnh chí viễn. Đây, linh này nghĩa là chắc là theo kiểu là tâm thái bình an đấy các bạn, tâm thái bình lặng ấy. Đây, cong ra như này. Đây, tí nữa thì lại quên viết theo lối. Đây, chữ linh sẽ được viết như này các bạn nhìn nhé, bẻ cong ra như này này. Tiếp theo là một nét bộ tâm phía bên trong này. Đấy, chấm ở đây. Rồi chúng ta sẽ viết vào bộ võng phía bên dưới. 1, 2, gập như thế, xong rồi kéo một nét ngang dài vào. Đây chính là chữ ninh trong thể thư pháp. Các bạn ghi cho mình chữ ninh này nhá. Ninh này ấy thì viết trong lối thư pháp thì nó sẽ có ý nghĩa là yên tĩnh. Đấy, yên tĩnh, an ninh ấy các bạn. Tiếp theo nhé,
tới chữ chí. Chí này nghĩa là chí lớn này, có ý chí này, có ý chí phấn đấu đi lên. Minh này nghĩa là trong sáng. Vô, vô nghĩa là không có gì các bạn nhé. Bạc, bạc này mà như mình check từ điển ấy thì nó có ý nghĩa là bạc này nó có ý nghĩa là đạm bạc. Đấy. Dừng lại các bạn nhé. Hoặc là ngừng, hoặc là nó cũng có ý nghĩa là điềm tĩnh nữa. Trong này thì cái câu này nó sẽ chỉ về gọi là điềm tĩnh nhiều hơn, bình tĩnh, tâm thái bình lặng nhiều hơn. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây cái phần phân tích chữ Hán thì với nét chấm ở phía bên trên thì nét sổ phía bên dưới phải viết thẳng với nhau. Chữ chí này thì có bộ tâm được viết to hơn so với một chút so với bộ sĩ phía bên trên ạ. Thằng này cũng thế, thằng này được viết nhỏ hơn, thằng này được viết to hơn một chút. Vô này các nét chấm chúng ta sẽ viết vươn dài ra. Đây, viết vươn dài chữ vô ra. Phía tay trái này thì mình sẽ viết cao và tay phải chúng ta sẽ viết thấp xuống phía dưới một chút. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ viết thêm 5 chữ Hán nữa. Các bạn cùng với mình theo dõi. Tiếp theo mình sẽ viết cho các bạn đó là chữ chí. Chí này không phải là chí chó chó kia, là chí lớn kia, mà chí này nghĩa là tới đến. Chí này chó tre các bạn nhé. Chúng ta cùng viết này, nó bao gồm một nét phẩy này, ngang này, sau đó phẩy xuống. Bộ thổ sau đó thì viết ngang phía bên này. Mát kéo nhẹ vào. Đấy. Chữ viễn chúng ta cũng viết nó như sau nha. Chúng ta viết một nét ngang sổ, ngang dài như thế này. Tiếp theo này chúng ta viết một nét phẩy này, bộ nhẹ xuống, sổ xuống dưới như này, hơi gọn móc lại một chút. Tiếp theo mình viết một nét phẩy và một nét chấm ở đây. Xong các bạn viết cho mình bộ quay xước nha. Đấy, bút kéo nhẹ nhả nhẹ ra như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết tiếp sang cái chữ Hán, sang cái trang 8 của nó. Đây, mình sẽ sang cái trang 8 của nó này, không phải sang trang 9. Là chữ học. Chữ học viết theo tiểu khải thì chúng ta cũng viết khá là giống với đạo Âu Khải. Các bạn cùng quan sát mình viết mẫu cho các bạn xem nha. Sẽ có một nét sổ, sổ ngang gấp xuống dưới như này, chấm một cái ở đây này, hát nhẹ lên cũng được, cái tự số 3 vào. Này, chữ xuế có cái đầu khá là to đúng không ạ? Chữ tu này bao gồm 2 nét phẩy này, 1 bao gồm 3 nét phẩy. Tiếp theo chúng ta lại viết chữ dã nha các bạn nha. Chữ dã trong thể tiểu khải viết như thế này. Chúng ta không có móc nữa. Phải nhẹ sổ xuống này, sổ cong móc này. Đấy, đưa móc nhẹ lên như này nhá. Phần phân tích chữ Hán thì đây là chữ dã này các bạn nhìn chưa ạ? Thì nó cũng có nghĩa là có hoặc là cũng. Đấy. Tu này nó có ý nghĩa là ở đây cần phải làm một cái gì đó. Tu các bạn nhé. Tu này là đợi đến, chờ đợi này, hay là nó cũng mặt khác nó cũng sẽ chỉ về râu ria nữa. Tiếp theo chữ học. Học này thì chúng ta phải là ghi là học tập ở đây. Học, nhìn người khác để học tập theo. Viễn này có ý nghĩa là xa. Chí này nghĩa là tới này, đến này, hay là đạt tới một cái gì đó. Đấy. Với cái câu, cả câu này ấy thì học tu tĩnh dã, tài tu học. Ví dụ như là nếu mà ý nghĩa của nó là không đạm bạc ấy, trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Tức là ở đây chúng ta thấy là nếu mà chúng ta muốn hướng tới cái tương lai mà nhìn xa trông rộng ấy thì các bạn không học thì các bạn sẽ không thể tiến tới được, đạt những cái ước mơ.
Như vậy chúng ta thấy là phân tích chữ thì ở đây là cao cao này, đây là thấp hơn này. Bên tay này, tay này vẫn được viết là trái cao phải thấp. Viễn thì có bộ quay xước rồi, các bạn cố gắng đỡ được cho nó nhé. Học thì các bạn nhớ là thẳng từ bên trên xuống dưới này, cái phần móc vẫn nằm ở đường kẻ dọc. Các bạn nhìn chưa? Chia đôi mỗi bên một nửa nhé. Tu cũng vậy, chúng ta sẽ viết là phẩy này được viết dài. Đấy, giã này cũng thế, cong móc này vươn dài ra nha. Rồi, làm chữ tiếp theo. Mình sẽ viết chữ tiếp theo nha. Chữ tiếp theo là chữ quả, có hình thái như thế này. Đấy, một nét ngang này. Phải nhẹ buông xuống, ngang. Đấy, đây là chữ quả các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là từ chữ tài. Tài đây, chúng ta giả sang cái trang tiếp theo nào. Mình viết đó là chữ thành nhá. Phải đánh một nét chấm. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết đó chính là chữ đãi, được viết như sau, nó có một cái nét chấm như thế này. Chấm thủy này. Đưa nhẹ lên này. Bộ chảo này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, chữ vương về bên dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ viết đó chính là chữ tắc. Chữ tắc được viết cuối nha, các bạn nhìn nha. Nó có bộ bồi này, bộ đao này. Mình sẽ phân tích cho các bạn xem ba cái chữ Hán này. Đầu tiên đây là quảng nhá. Quảng này nghĩa là rộng lớn. Rồi, tài này nghĩa là tài năng. Thành này, thành công này. Chữ đãi này thì chữ này là chữ đãi hoặc là chữ đãng này. Hán Việt nó cũng là dâm nữa này, nghĩa là nó phóng đãng nhiều quá, tức là nó theo kiểu bừa bãi ẩu. Ẩu. Đây là chữ tắc các bạn nhìn nhé. Tắc này nó có nghĩa là quy tắc, gọi là những cái phép, gọi là chuẩn mực ấy các bạn. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta nhớ là khi mà viết theo thư pháp, các bạn nhớ là chia đôi nó ra nhá. Đấy, bên tay trái này viết cao này, bên tay phải này viết rộng hơn, bên này cũng thế, nhưng mà chúng ta chú ý phần móc nó sẽ được viết móc thấp hơn một chút. Đấy, móc thấp. Thành này thì ở móc này cũng thấp. Đấy, các bạn lưu ý. Tài này cũng thế này, tài thấp hơn phẩy này nhá. Bên trên này chữ quảng này thì các bạn cũng cần chú ý là phẩy và chấm này thì là sẽ được viết là thấp hơn so với cái nét phẩy dài phía bên tay trái. Như vậy là chúng ta quan sát là 10 chữ và đây là 10 chữ này. Đấy, thế là đây là mình đã hoàn thành cái clip 30 chữ Hán, clip thứ 9 và viết theo cái cuốn sách Giới Tự Thư. Đây cuốn sách Giới Tự Thư đây. Cuốn sách này. Đấy, chúng ta cứ theo từng nét chữ một đây chúng ta viết lại nhá. Được rồi. Hẹn các bạn vào clip thứ 10 nhá.